Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày mùng 5 tháng 11. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt dự án hoàn chỉnh đường trục phía Bắc khu Đại học Phú Hiến. Nhiều người ở xã Ngọc Thanh chưa được hưởng theo quyết định 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tình trạng ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải qua xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 và kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng nay, khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa quân dân. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Những năm qua, khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân luôn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Qua bình xét có 98% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 80% số hộ gia đình trong thôn có kinh tế khá giàu, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng một người trên năm. Khu dân cư đã vận động quyên góp xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ trẻ em đạt trên 100% kế hoạch, vận động người dân đầu tư nâng cấp 3 tuyến đường với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Người dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Riêng năm 2019, khu dân cư Bình Dân đã có 8 công dân lên được nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân. Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư Bình Dân và biểu dương những kết quả mà khu dân cư đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, khu dân cư cần tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trước mắt tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị của cấp ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và lực lượng quân sự và nhân dân khu dân cư Bình Dân quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, nhiệm vụ công tác mặt trận, công tác quân sự quốc phòng năm 2020, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức và tham gia xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Cán bộ đảng viên của thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vì sự bình yên trên địa bàn dân cư, tích cực vận động nhân dân tham gia hiến công hiến kế xây dựng khu dân cư mới kiểu mẫu, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp trong huyện để thực hiện được mục tiêu đưa huyện Khoái Châu sớm về đích huyện nông thôn mới, quan tâm kịp thời, không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, mặt trận tổ quốc và của nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện và giám sát cán bộ đảng viên thực hiện quy định nêu gương và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, gắn với phong trào xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ, mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, thiết thực nằm thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho khu dân cư Bình Dân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Khoái Châu, xã Tân Dân tặng quà. 11 gia đình trong khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu trao tặng danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực,
con Trung Hiếu, cháu Thảo Hiền. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về công tác tư pháp phòng chống tội phạm năm 2019. Cần chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hiệu quả tội phạm với môi trường là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận. Đại biểu cho rằng, mặc dù chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhiều vụ việc bị phát hiện, nhưng việc xử lý chưa nghiêm nên không có tác dụng răn đe. Số vụ xử lý hình sự chưa nhiều so với số vi phạm phát hiện được, chỉ chiếm 1,58%. Đặc biệt tội phạm về môi trường theo Bộ luật Hình sự năm 2015 không có tội nào được phân loại là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong khi hiệu quả của tội phạm này gây ra trong thực tế là rất lớn. Qua thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá cao việc tội phạm liên quan đến tín dụng đen được chấn áp mạnh, tạo chuyển biến tích cực. Các vụ án tham nhũng được xét xử, xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản đang là môi trường cho các đối tượng lừa đảo hoành hành. Trong đó, việc hình thành các băng nhóm lừa đảo tinh vi, có tổ chức kiểu công ty Alibaba, công ty Angelina, hình thành dự án ma phân lô bán nền gây bất ổn cho tình hình an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu cho các tổ chức tín dụng vô tình tiếp tay cho dự án ma và các băng nhóm lừa đảo. Thảo luận về công tác thi hành án, các đại biểu cho rằng công tác thi hành án dân sự kết quả về tiền chưa cao so với số tiền có điều kiện thi hành án, nhất là về án tín dụng, ngân hàng. Từ thực tiễn, một số ý kiến cho rằng những khó khăn bất cập về thể chế là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thư viện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 2438 phê duyệt dự án hoàn chỉnh đường trục chính phía Bắc khu Đại học Phố Hiến với tổng kinh phí trên 76 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai xây dựng từ năm 2019 đến năm 2020 với kinh phí đầu tư 31 tỷ 860 triệu đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2021 với số kinh phí đạt gần 44,5 tỷ đồng. Dự án có hai đoạn tuyến đường sẽ được xây dựng gồm tuyến chính có chiều dài trên 2,56 km và tuyến nhánh dài gần 2 km. Đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4 đồng bằng với vật liệu là bê tông nhựa hạt nhỏ loại 9,5 và có chiều dày là 5 cm. Đường được trang bị đầy đủ hệ thống sơn vạch kẻ đường biển báo hiệu đường bộ và hệ thống chiếu sáng. Theo đó, dự án có điểm đầu là nút giao HI3, nút giao đường nối hai đường cao tốc. Được thị trường ưa chuộng lại cho hiệu quả kinh tế cao nên những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có nhiều hộ dân đầu tư giống nhà lưới để trồng hoa lan. Hoa lan được các hộ dân trồng rải rác ở xã Hồng Nam, Hồng Châu, Tân Hưng, Phương Triệu. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, mỗi hộ có từ 1.000 đến 3.000 mét vuông nhà lưới trồng các giống như phi điệp, hoàng nhạn, bạch nhạn, tai châu. Trung bình mỗi cây có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Mỗi mầm hoa có giá từ 150 đến 300.000 đồng, thậm chí có mầm lên tới cả triệu đồng tùy từng giống lan. Do nhu cầu tiêu thụ lan rất lớn, cộng với công nghệ phát triển, nên những hộ trồng lan thường bán hàng online qua mạng và được các thương lái người chơi đến tận vườn thu mua. Trừ chi phí, 1.000 m2 trồng lan thu lãi bình quân trên 100 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, người trồng phải có vườn và đầu tư kinh phí mua giống, làm nhà lưới, lắp sàn, hệ thống phun tưới tự động và đặc biệt là phải có kinh nghiệm trồng và chăm sóc từng loại lan. Với mục đích giảm sức lao động trong các công đoạn trồng nấm thương phẩm, anh Bùi Văn Quyền ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã sáng tạo ra máy trộn ủ và máy đóng túi giá thể tự động phục vụ cho việc trồng nấm. Anh Quyền đã nghiên cứu kỹ thuật của một số máy móc thông dụng trong sản xuất để từ đó sáng tạo thành công máy trộn và đóng túi giá thể. Máy đóng túi giá thể trồng nấm như một cái phễu lớn. Người vận hành đổ nguyên liệu đầy phễu, chuẩn bị sẵn túi đựng đặt vào ống đầu ra rồi bật công tắc cho máy chạy. Chỉ cần mấy giây, giá thể được nhồi vào túi với lượng thích hợp.
lao động đứng cuối máy chỉ việc dùng dây chun buộc lại. Mỗi ngày chiếc máy này đóng được trên 2.000 túi giá thể, thay thế cho 6 đến 7 lao động. Với máy trộn ủ giá thể, người lao động chỉ cần đổ nguyên liệu vào thùng, bật công tắc, nguyên liệu được tự động trộn đều với nước tạo ra hỗn hợp. Không chỉ sử dụng trong gia đình, hai chiếc máy còn được anh xuất bán đi nhiều nơi với giá 45 triệu đồng một cặp. Nhằm giúp các gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện an cư lạc nghiệp yên tâm phát triển kinh tế, vừa qua huyện Phù Cừ đã triển khai hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho 100 hộ nghèo và người có công. Toàn huyện có 42 gia đình người có công và 58 hộ được hỗ trợ xây nhà mới với kinh phí hỗ trợ là 80 triệu đồng một ngôi nhà. Trong đó, hai xã Tống Phan và Đỉnh Cao có số hộ được hỗ trợ nhiều nhất, mỗi xã 15 hộ. Hiện đã có 40 ngôi nhà được xây dựng xong, 60 ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thành. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 11, các gia đình sẽ được nhận toàn bộ số tiền hỗ trợ. Cụ thể, hội tán trợ tình người hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 20 triệu đồng. Theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân quân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hiện nay trên địa bàn xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động còn nhiều đối tượng chưa được hưởng chế độ theo hai quyết định trên. Bà Lương Thị Dinh, thôn Thanh Cù, nhập ngũ năm 1978 tại Trung đoàn 36 Quân khu 5 và làm y tá tại Đại đội 2E36 Tây Nguyên. Bà xuất ngũ năm 1982, trở về địa phương. Căn cứ quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, xét về đối tượng, địa bàn và thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bà là đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ. Tuy đã làm hồ sơ đầy đủ nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng quyền lợi. Theo tiếng gọi của đất nước mà đã đi phục vụ như thế rồi, theo nguyện vọng là trên là xét cái chế độ đãi ngộ để cho nó đỡ thiệt thòi. Thì vừa qua là địa phương cũng đã thực hiện tốt các bước theo quy trình. Hiện nay ở địa phương chúng tôi là còn một số trường hợp nữa. Hồ sơ ở địa phương chúng tôi cũng đã hoàn chỉnh và đã đề nghị lên các cấp. Cũng mong trong cái thời gian tới là các cấp cũng tạo điều kiện giải quyết chế độ. Đây là cũng là một công tác chính sách hậu phương quân đội để giúp địa phương hoàn thành công tác quốc phòng quân sự địa phương. Được biết, toàn xã có gần 140 đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định 62 và 49. Tuy vậy, đợt 1 vào năm 2011 đã xét và chi trả cho 108 trường hợp. Đợt 2 đã rà soát và hoàn thiện hồ sơ, nhưng đến nay 20 đối tượng theo quyết định số 62 và 8 đối tượng theo quyết định số 49 chưa được hưởng chế độ, trong khi hồ sơ đã gửi đi 3 năm nay. Liên quan các hồ sơ thực hiện các quyết định 4269 của Thủ tướng Chính phủ thì có những trường hợp nó còn chậm. Thì cái này thì cũng do là quá trình di chuyển hồ sơ đi lại, qua quá trình rà soát, rồi qua cái chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở các đối tượng được hưởng. Cái việc kê khai của những cá nhân được hưởng thì do các bác đi xa hoặc có lâu ngày thì cái việc kê khai quá lúc giữa hồ sơ và cái bản kê khai thì nó chưa trùng lắp. Thế chính như vậy nên là quá trình đó là chúng tôi phải yêu cầu làm lại. Việc sớm hoàn thiện hồ sơ và chi trả chế độ theo quyết định số 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng được hưởng là hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho những người có công bảo vệ Tổ quốc. Xã Thành Công, huyện Khoái Châu là một xã phát triển về thương mại dịch vụ. Rất nhiều người dân trong xã đi làm ăn buôn bán xa quê. Để thuận tiện cho việc làm ăn, từ những năm 90 của thế kỷ trước, hình thức hỏa táng đã bắt đầu được người dân lựa chọn. Bên cạnh đó, việc quy hoạch và xây dựng nghĩa trang đồng bộ cùng nhiều nét văn minh trong việc tang cũng được thực hiện rất tốt. Nhận thức được lợi ích mà việc hỏa táng đem lại, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức của người dân để chuyển từ cải táng sang hỏa táng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền không thôi chưa thực sự hiệu quả. Năm 1994, xã đã quyết định thành lập quỹ hiếu. Theo đó, mỗi công dân trong xã từ 18 tuổi trở lên đóng quỹ hiếu là 25.000 đồng một năm. Đến khi qua đời, chính quyền xã sẽ sử dụng quỹ hiếu ấy để hỗ trợ cho người qua đời. Mỗi một người qua đời
được chia hai tổng là 2.600.000 đồng, và cái số phí để phục vụ một đám tang bây giờ không phải là thấp, mà thường thường là trên dao động từ 4 triệu trở lên. Nhưng mà chúng tôi đã hợp đồng với đội cần trống thì giá nó chỉ có 2 triệu, không mở loa đài to là một, cái thứ hai là không quá 10 giờ đêm theo quy định, và sáng ngày hôm sau là không trước 5 giờ sáng. Bên cạnh quỹ hiếu để khuyến khích người dân thực hiện hỏa táng, năm 2012-2013, chính quyền xã đã hỗ trợ mỗi trường hợp hỏa táng là 2 triệu đồng, năm 2014 là 1 triệu đồng. Vì thế, tỷ lệ hỏa táng của xã ngày càng cao. Từ đầu năm 2019 đến nay, với nội lực của địa phương cùng sự hỗ trợ của tỉnh, toàn xã có 28 người qua đời, trong đó có 26 trường hợp lựa chọn hình thức hỏa táng, chiếm 93%. Đa số người dân trong xã đồng thuận ủng hộ thực hiện văn minh trong việc tang. Trong dòng họ tôi là phải hưởng ứng đến 90% và trên 90% chương trình hỏa táng này, nó giảm bớt đi các cái phiền hà thủ tục, tức là mất vệ sinh 3 năm, tức là vô việc đào lên hạ xuống. Thứ hai nữa, về mặt quỹ hiếu là trong dòng tộc tôi là cũng hưởng ứng 100%, tức là đóng cái quỹ hiếu để giảm bớt cho các cái người gia đình khi có công có việc. Song song với việc thực hiện hỏa táng không mở kèn trống quá giờ quy định, các thôn của xã Thành Công đã xây dựng nghĩa trang đồng bộ từ khá sớm. Cả khu nghĩa trang gọn gàng, các ngôi mộ đều tăm tắp, có thể thấy chính quyền và nhân dân nơi đây đã chấp hành rất tốt những chủ trương, chính sách của tỉnh và nhà nước về việc tang. Với những cố gắng ấy, Thành Công xứng đáng là điểm sáng về thực hiện văn minh trong việc tang của huyện Khoái Châu. Để đảm bảo xử lý rác thải cho 9 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, Urenco 11 trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã đưa vào hoạt động hai lò đốt rác có công nghệ hiện đại thay vì chôn lấp. Sau 11 năm hoạt động, từ năm 2008 đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, Urenco 11 đã đảm bảo việc vận chuyển xử lý rác sinh hoạt cho 9 huyện thị xã và xử lý ô nhiễm bãi rác An Vũ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, góp phần vào việc cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do các ô chôn lấp rác hợp vệ sinh đã đầy và đóng bãi, nên để đảm bảo việc xử lý rác sinh hoạt ở các địa phương trong tỉnh không bị ứ đọng, từ năm 2018, công ty đẩy nhanh xây dựng hai lò đốt xử lý rác sinh hoạt với mức đầu tư trên 40 tỷ đồng bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Chất lượng xử lý khí đạt theo tiêu chuẩn QCVN61 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai lò đốt rác sinh hoạt chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2019 với công suất đốt 4 tấn trên giờ trên một lò và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và cấp phép. Việc xử lý rác thải bằng công nghệ đốt vừa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa giảm thiểu được việc chôn lấp tốn diện tích. Tuy nhiên, do công suất của lò chỉ đáp ứng một phần rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh, do đó, để xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt, cần phải có thêm khu xử lý rác khác. Và theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian tới, mỗi đơn vị cấp huyện sẽ xây dựng một lò đốt rác để xử lý rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn. Hiện nay, nước sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, luôn trong tình trạng chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân hai bên sông. Theo người dân nơi đây cho biết, cứ khoảng 10 đến 15 ngày, đoạn sông này lại hứng chịu một đợt xả thải công nghiệp từ đầu nguồn về, khiến nước sông chuyển thành màu đen. Người dân ba thôn Phần Dương, Phần Hà và Thuần Xuyên của xã Bắc Sơn sinh sống hai bên sông đều không dám mở cửa vì mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà. Cái việc trên xả thải xuống nước chúng này, chúng tôi ngày đêm không ăn không ngủ được. Mà một tháng rượu một lần đã đành đây, cứ thứ bảy chủ nhật, ngày nào cũng à, tuần nào cứ thứ bảy chủ nhật cũng xả thải xuống hôi thối như bây giờ. Trước thực trạng sông ô nhiễm kéo dài, sức khỏe và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, hệ thần kinh, đồng thời chất lượng trồng trọt canh tác cũng từ đó giảm mạnh. Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc kiểm tra để tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. Tại đường DH73 huyện Kim Động, hiện vẫn còn biển chỉ dẫn đường không đúng địa danh gây nhầm lẫn cho người khi tham gia giao thông. Thị xã Hưng Yên đã lên thành phố hơn 10 năm nay, hầu hết các biển chỉ dẫn địa danh đã được thay thế. Tuy vậy, tại đường DH73 qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, hiện vẫn còn tồn tại một biển chỉ dẫn địa lý, trên đó ghi thị xã Hưng Yên 15 km. Biển chỉ dẫn này không chỉ không còn phù hợp, làm mất đi vai trò chỉ dẫn địa lý của biển báo,
mà còn khiến người đi đường khó định hình địa danh. Đề nghị cơ quan liên quan sớm thay thế biển chỉ dẫn cho phù hợp với địa danh hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.